ráng mình đi thêm chút xíu nữa đi, rồi mình kiếm có cái nhà nào á mẹ tạt vô bà xin cho con gì ăn đỡ nha Tèo. Ráng đi Tèo, ráng tí nữa đi con. Tèo, con sao vậy Tèo? Con đừng làm mẹ sợ lắm Tèo. Tèo ơi Tèo, Tèo con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ Tèo, tỉnh lại đi con. Con ơi Tèo, con cứu con cái gì vậy? Nó có bị bệnh gì không? Sao kỳ vậy nè? Tèo ơi Tèo. Mày xanh ghét hả? Ơi, mấy người bu như vậy đông quá là làm cho thằng nhỏ ngạt thở làm sao? Nó đây. Ủa nó như thế nào? Xíu rồi đây nè. Thôi rồi, thôi để cho nó, để ẩm nó lại chỗ thoáng này ngồi thì nó mới tỉnh được. Gì là chết thằng nhỏ. Ăn từ từ thôi con, cái chừng mắc nghẹn đó. Nè, uống miếng nước đi con. Cô đi đâu á mà sao để cho bé ra nằm nổi này? Dạ tôi cũng không biết đi đâu nữa, tại vì hạn hán mất mùa, dân làng bỏ đi hết trơn rồi, nên mẹ con tôi cũng đi. Rồi cha của cháu bé đâu? Tèo nó mồ côi cha từ nhỏ. Thôi vậy tôi thì cũng sống có một mình thôi. Tôi làm nghề đóng củi đặng sống độ nhật qua ngày. Nếu cô không chê thì cứ dừng chân ở đây. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Tôi hứa sẽ đùm bọc mẹ con cô suốt cuộc đời này. Và tôi sẽ coi cháu Tèo coi như là con ruột của tôi vậy. Nhà không có đàn bà nên nó hơi lôi thôi một chút. Nhưng mà nói thật nó cũng đủ che nắng che mưa cho ba người quanh năm suốt tháng. Ủa? Mà nó đây hả mẹ? Con có muốn ở lại đây không? Dạ muốn. À thôi, để tôi đi chợ đó kiếm mớ cá nè, về đang làm một bữa cơm cho nó tươm tất một chút. Cái lại sẵn là cúng đất đai thổ cạch luôn. Với lại chứng kiến cho hai đứa mình luôn. Tèo. Dạ. Chơi đi với mẹ. Con muốn ông đó làm ba con không? Từ nay trở đi á, con có người chăm sóc rồi đó. Dạ muốn. Dạ. Để tôi làm cho, Hai mẹ con cứ yên tâm. Coi như ở đây là nhà của mình. Con cũng vậy. Cứ coi như nhà của con đây. Muốn chơi, muốn làm gì làm cứ thoải mái. Còn mọi việc cơm nước ở trong nhà tôi lo hết cho hai mẹ con. Thôi, ăn cơm đi con ha. Ăn cơm đi ha. Để chú quấy cơm cho ha. Rồi, ăn cơm đi con. Đồ ăn cá mới mua ngon lắm. Dạ, mời ăn. Dạ, bố còn ăn nha. Mày đứng lại. Dượng, Dượng, đừng đánh con mà Dượng. Đứng lại. Ơi, đừng trời đánh con mà Dượng. Mày đứng lại không? Mày đứng lại không? Dượng, đừng mày đánh đứng lại. Trời ơi, Dượng. Tao chỉ đứng lại. Dượng, đừng đánh con mà Dượng. Tại sao mày dám ăn con cá ta treo lên dàn bếp hả? Dạ dạ, con đâu ăn đâu, tại con mèo kia ăn kìa. Mới bà lớn mà mày nó láo nó xạo ha. Con cá treo trên dàn bếp cao như vậy thì sao con mèo nó ăn được? Ủa nước mày ăn rồi mà đổ thừa cho con mèo phải không? Con đâu ăn đâu Dượng, con nói thiệt mà Dượng. Mày ăn mày còn xạo mà nói dối cha. Tao đập mày chết đâu hả? Tại sao mày như vậy hả? Gì vậy? Sao mày đánh con vậy hả? Sao vậy? Tự nhiên lại đánh nhỏ vậy?
Bà hỏi nó đi. Nó là thằng ba lớn mà nó láo nó xạo, nó vừa ăn cướp nó vừa la làng. Nếu không dạy nó bây giờ là sau này mà nó phá làng phá xóm. Tụi với bà con nó quỳ lại cả làng luôn à. Con nó còn nhỏ, nó sai thì ông nói với tôi dạy lại nó, sao lại đánh nó như vậy chứ? Tụi đánh nó hồi nào? Tụi mới nhá nhá cho nó sợ cho đánh nó hồi nào? Bà lựa lời mà dạy dỗ nó đi ha. Để sau này nó lớn lên chạy không có nổi đâu. Con có sao không con? Có đau lắm không con? Dạ con không sao. Mẹ ơi, con thề với mẹ là con không ăn con cá đó. Lúc con mới vô bếp, con thấy con mèo đó ăn, con tới con chụp thì còn lấy cái xương không à. Mẹ biết, mẹ biết con trai mẹ mới nói dối biết mà. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ đừng khóc. Con hứa lần sau không làm dụng giận nữa đâu. Mẹ đúng là người mẹ khổ đúng. Mẹ làm khổ mẹ... con trai mẹ rồi. Nhìn cái mặt là thấy ghét mà. Thì có tự nhiên ngu còng lưng nuôi con của người ta làm chi không biết nữa. Chắc phải tìm cách đuổi thằng này đi mới được. Dượng ơi, mình tới chưa? Sao tới đâu mày? Con mỏi chân quá à. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà yếu xìu vậy? Bây giờ mày có muốn vô rừng hai ổi bắt bướm không? Dạ muốn. Đi lẹ đi. Cũng đâu thấy bướm đâu. Thì bị vì mình vô trễ quá rồi người ta hái ổi với bắt bướm hết rồi. Thôi để Dượng đi vô sâu chút để coi coi ở trong nó có ổi với bướm. Thì Dượng kêu con vô nha ha. Cầm bát cơm này ở đây ha, chừng nào có đói nhớ ăn nha ha. Ủa sao Dượng đưa con bát cơm? Con để dành bụng để ăn ổi mà Dượng. Thì... hái ổi ra liền. Thì Dượng nói sao nghe vậy đi, chừng nào đói thì cứ ăn cơm không. Với hai nữa ở đây đừng đi tầm bậy tầm bạ nha không? Chờ Dượng nha không? Con đi tầm bậy tầm bạ là cái thú dữ ăn thịt con mất công ha. Chờ Dượng chút ha. Trách tao đấy. Bát cơm này coi như tao bố thí lần cuối cho mày đó. Chú đừng có sợ, nó đã chết rồi. Mà nè, con là con cái nhà ai, nhà ở đâu mà là giờ này ở đây? Dạ con theo Dượng vô rừng hái ổi. Theo Dượng con vô rừng hái ổi à? Rồi Dượng con đâu? Dạ Dượng con đi sâu vào trong rồi. Đi sâu trong rừng lạ quá vậy. Chú cũng vừa trong rừng mới ra, có thấy ai đâu? Dạ có mà, Dượng kêu con ngồi ở đây chờ Dượng. Chứ, kêu con ngồi đi chờ. Bây giờ trời chiều rồi đó, mà trời sắp tối lên nữa sẽ có nhiều rình rập nguy hiểm đó. Tốt nhất á là con nên đi về. Nhưng Dượng bảo con ngồi ở đây chờ Dượng mà. Chờ
chờ biết đến chừng nào. Thôi bây giờ về nghe lời chú đi, chứ đừng nên chần chừ như vậy là không có tốt đâu. Đó, hồi nãy giờ con ngồi đó con thấy con rắn chưa? Đó là một trong những nguy hiểm đó. Nghe lời chú đi, ở nhà ở đâu theo chú dẫn tới nhà luôn. Đi. Cơm trước đi, chờ tôi làm chi, tôi ăn dỗ no rồi. Tôi chờ ông về để hỏi ông chuyện này nè. Ừ, chuyện gì? Hả? Thằng Tèo đâu? Đi chơi nữa là phải không? Tối ngày đi chơi hoài, thiết tình cái thằng này chứ. Dỗ. Sao Dương biểu con chờ mà Dượng đâu mất tiêu? May á là có chú đầu khoai, nếu không con sẽ bị rắn cắn rồi. Thì Dượng kêu con ngồi đó chờ Dượng, rồi tự nhiên Dượng đi ra cái con đi mất tiêu. Làm Dượng mới về đây luôn là thấy không? Đâu có, Dượng làm con giờ lâu quá. Chú đầu khoai á kêu là sụp tối sẽ có nhiều nguy hiểm nên dẫn con về đây. Đó Dượng kêu con chờ ở đó mà Dượng ra là không thấy con, nên Dượng mới về đây trước nè. Ăn cơm cho vui. Ăn đi con. Chắc đi vô rừng về mệt rồi phải không? Ăn đi. Bữa nay là Dượng nhường cho con ăn trầu con cá này, nó ngon lắm con ơi. Cá này là dễ gì mà bắt được con cá này, ăn đi cho mau lớn ha. Canh này cũng ngon nè Tèo đó. Bữa nay con cứ ăn thoải mái, có thiệt đó, không ai thương con bằng Dượng đâu. Trên coi nhà nha. Dạ. Nè, nghe mày dặn nè, ở nhà không đi theo Dượng lên rừng nghe chưa? Dạ. Mày đi đó. Tôi lên rừng á, tôi thấy mấy trái ổi bự bự vậy nè, ở trong cái ruộng nó đỏ như dưa hấu, đầy cây luôn, rồi ăn đã ngọt cái sợ luôn. Nếu mày không đi phải không, tao đủ thằng Bính với thằng Tý lên trên cho nó ăn đã luôn, mày khỏi ăn. À, mình về sớm nha Dượng. Dạ đi. Đi chậm rì. Mẹ lên đi con. Vô đừng ổi ngon lắm, đi chậm quá vô tay hết. Ủa Tèo, bữa nay mày đi với Dượng mày đi đâu vậy? Dạ con đi vô gần hai ổi. Vậy hả? Hai Dượng cháu à, nhìn giống như hai cha con ruột vậy đó. Trời như sao, tôi thương nó như con ruột tôi mà. Vậy à? Ừ. Thôi đi hai ổi vui vẻ nha. Dạ chị đi về. Dạ. Trời ơi sao mày thầy lai quá vậy? Dạ tại thím tư hỏi. Đã dặn ở nhà rồi, ai có hỏi đừng có nói đi vô đường sau, hiểu không? Ủa sao Dượng? Mình nói vậy đó, người ta vô ta hái ổi trước mình, ta ăn hết của mình rồi sao, hiểu không? Đi.
Mày mệt quá. Chị ơi, tôi về nha. Cho nợ ngày mai tôi làm nha. Ủa sao vậy, chị chóng mặt hả? Không phải. Tự nhiên con mắt tôi nó giật hoài à. Linh tính như là có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Tôi về nha, để tôi nợ mai tôi làm nha chị. Sâu gì mình không gặp mấy thằng đào mài chặt củi. Ủa Dượng nói gì? Dượng nói là vô sâu gì không gặp mấy thằng hai ổi. Nó hay hết của mình nó ăn sao? Kỳ này mày không chết vì thú dữ thì mày cũng chết vì lạc. Mà không chết vì lạc thì mày cũng chết đói thì mày chết. Dượng đau bụng quá con ơi, không biết hồi sáng thức ăn nhầm củ khoai sùng hay sao giờ đau bụng quá. Nè, con cầm cái bát cơm này ha. Dượng đi vô đây đi chút xíu ha. Đứng đây nhau, đừng đi đâu nhau. Đi nhanh cái Dượng. Ở ngoài đây con một mình sợ lắm. Ây da, đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Con sao ăn cái gì đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Ây da, trời đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Ông sao ăn cái gì đau bụng quá. Ây da, đau bụng quá. Trời ăn cái gì mà đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Đau bụng quá. Ôi, cái gì mà đau bụng quá. Ây da, trời ơi. Ây da, đau bụng quá. Ây da, biết đâu. Ông nói láo. Ông dẫn nó lên rừng rồi đúng không? Đâu dẫn lên rừng đâu. Lúc tôi lên rừng nó còn đây chơi mà. Ông đừng nói dối nữa. Sáng nay có người thấy ông dẫn nó vô rừng. Ông trả lời tôi đi. Thằng Tèo đâu? Có phải ông dẫn lên rừng bỏ nó trong rừng đúng không? Trời ơi, sao tôi không nghĩ ra vậy? Lúc trước đã một lần, tại sao tôi không nghĩ ra? Ông đúng là quỷ đó đông người. Tại sao ông làm vậy? Nó là một đứa đích. Tại sao ông làm vậy? Tèo ơi! Con ơi! Tèo ơi! Anh Tèo đâu? Mau tìm về cho tôi. Nếu không á, tôi thua ông với quan trên. Đến lúc đó, ông liệu mà trả lời với quan trên. Trời ơi! Đến lúc này tôi không diễn tình vợ chồng với ông nữa. Bây giờ tôi nhớ rồi. Hình như là thằng Tèo nó còn đâu đó trong rừng đó. Tôi nhớ chỗ đó. Đâu đó là đâu?
tìm cho con gì tôi, mau lên tìm con gì tôi. Đi 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 trời ơi. Tèo ơi, Tèo ơi. Dượng ơi, Dượng. Dượng đâu rồi Dượng? Dượng ơi Dượng. Dượng đi đâu rồi Dượng? Dượng đi đâu rồi Dượng ơi? Dượng để lại bát cơm cho mình ăn. Đói bụng quá. Tại sao trong bát chỉ có cát không có cơm? Tại sao Dượng lại để bát cát quá cà như thế này? Cơm tôi đưa cho nó giữ nè. Tại sao cái chiếc cơm này cá không vậy nè? Tại sao vậy? Trời ơi, ông đồ ác, ông ác như ông nhét con người, ông ác như sao ông ác luôn rồi mà. Tèo ơi, con nó là Tèo ơi. Tèo ơi. Tèo ơi. Tèo ơi. Tèo ơi. Còn đâu nữa Tèo?
Cam ơi. Tèo ơi. Tèo ơi. Tèo ơi. Về nhà đi Tèo ơi. Tèo ơi về nhà đi. Tèo ơi. Tèo ơi về nhà đi. Tèo ơi. Tao bố thí lần cuối cho mày đó. Có răng, có răng. Chú Đào Khoai á kêu là sụp tối sẽ có nhiều nguy hiểm nên dẫn con về đây. Nó dưỡng con chờ ở đó mà dưỡng ra không thấy con nên dưỡng về đây trước à. Không phải, tự nhiên con mắt tôi nó giật hoài à, linh tính như là có chuyện gì xấu sắp xảy ra. Tôi về nha, cho tôi nợ mai tôi làm với chị. Dường tao bụng quá con ơi, không biết hồi sáng thức ăn nhầm củ khoai sùng hay sao giờ tao bụng quá. Con cầm cái bát cơm này ha. Dường đi vô đây đi đi xíu ha. Đứng đây nhau, đừng đi đâu nhau. Phải xin nghe lời mẹ đâu mà anh không nổi này. Dường dường. Làm sao thì nó mất khéo quá kìa. Làm sao thì nó mất khéo quá kìa. Đúng bà là. Dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Mày ra ra biểu mày. Mày chạy bằng trời cũng chết. Tao tóm cổ được mày rồi. Mau trả tiền cho tao thằng quỷ. Ông bá, buông tôi ra đi, tôi đâu có trốn không đâu. Mày không trốn đâu. Mà mỗi lần tao tới đây á, mặt mày ở đâu? Đã gì còn đưa thằng nhỏ ra đi. Ăn nói quằn xiên. Còn nữa, tụi bay than nghèo khổ. Trời ơi, còn ăn tôm ăn cá nữa chứ. Cá này á, tôi mới câu Dũng sau hè đó. Định mần kho tiêu để dành ăn mấy bữa đó. Tao không cần biết. Mày đừng có biện minh chống chế. Bây giờ gặp vợ chồng mày ở đây rồi, cho tao biết chừng nào trả tiền. Xin ông thương thương cho ít hôm. Tôi đi cấy lúa mướn á, mà người ta chưa có trả công. Hiện đó cái bài ca con gái này tôi nghe mệt cho lỗ tai rồi. Tao nói cho tụi bay biết, hôm nay tao túm được hai vợ chồng tụi bay rồi. Đừng có hẹn này hẹn nọ, đừng có khất tới khất lui. Mau trả tiền cho tao. Xin cô bác thiên tình cho ít hôm. Tụi tôi có tiền á, sẽ trả cho ông ngay mà. Cha,
mẹ. Sao cha mẹ lại quỳ xuống vậy? Khoai, con mau quỳ xuống xin cụ bá cho nhà mình khất nợ đi con. Cha mẹ không phải quỳ xin xỏ gì nữa. Ông cụ bá kêu là xóa nợ cho gia đình mình rồi mà. Con nói điên khùng gì vậy Khoai? Thật mà. Không tin ba mẹ hỏi ông cụ bá đi. Ông cụ bá có phải là cha mẹ con đi vắng á, ông qua đây kêu con giải câu vần, giải xong thì xóa nợ đúng không ông cụ bá? Tao hứa xóa nợ cho mày rồi đúng không? Dạ. Vậy là kể từ bây giờ về sau tao không được quyền qua đây đòi nợ cha với mẹ mày nữa, phải không? Dạ. Còn đâu? Tao đâu có bị điên. Tiền bạc tao đâu có dễ dàng mà có được. Tao phải dắt chài ra nước, tao bòn cho tao đãi cháu mới ra được quan tiền. Đâu có khi khổng khi không mà cho mượn mất luôn tiền lãi, mất luôn tiền vốn. Nhưng hôm trước ông đã nói rõ ràng mà, ông còn kêu con mới làm chứng nữa. Mày mày, mày câm miệng mày lại đi. Con nít, mày đặt mặt điều nói dối là hư. Hai đứa mày hết chuyện rồi ha. Xúi con nít nó láo để giật tiền người ta hả? Tao báo cho vợ chồng tụi bay biết. Tao kỳ hẹn hai vợ chồng mày ngày mai không trả tiền cho tao, tao sẽ báo lên quan cho gia đình tụi mày ở tù mò không. Ủa cụ bá, cụ biết về đây, cụ về đây. Cụ đừng có làm vậy, con hứa sẽ chạy tiền cho cụ. Cụ bá, cụ bá. Khoai ơi là Khoai, bữa nay ăn nhậm con ăn nói bậy bạ vậy. Bây giờ ông cụ bá ông giận rồi, thương lên quan trên rồi kìa. Nói không chừng á, nay mai bị bỏ tù đóng răng cho mình xem. Có gì á, tôi chịu một mình. Chú quan gọi tôi đi hầu, đi tù tôi sẽ đi. Mình ở nhà lo cho ông Khoai nha. Cha mẹ này lo lắng ủ rũ đó kìa. Những gì con nói đều là sự thật. Chuyện của ba xóa nợ cho cha mẹ là sự thật. Con muốn làm chứng cũng là sự thật mà. Nhưng nhà mình nói thiếu nợ của ba là thật. Bây giờ ông là thương lên trên cũng là thật kìa. Nếu Linh Hoàng cha mẹ cho con đi theo, con sẽ trình bày hết cho Quan nghe. Đừng có điên. Bị giả mẹ với cụ ba là cha mẹ đã khổ lắm rồi. Bây giờ ông mắc tội bên trên hả? Thì tự tội với ông chơi á. Thôi bây giờ cho con ở nhà đi, qua nhậm cụ bá năn nỉ ôi cũng thương tình rồi bỏ qua. Còn cái mà đúng rồi, hai trăm này nó quá. Hai trăm này xíu nợ con mà nó còn thách thức con. Cụ bá nói chậm lại. Dạ. Hai vợ chồng này nè quán thiếu tiền con, thiếu nợ con mà nó còn thách thức con. Đi thưa đi, thưa quan đi. Hai vợ chồng tôi đi hầu, quan thấy tức không? Hai vợ chồng kia giữ lời cụ bá trình với quan có đúng là sự thật không? Hai vợ chồng ngươi có mượn tiền của cụ bá không? Đó, theo có này, theo đó. Hai chồng ngươi có ý định quỵt tiền cụ bá không? Dạ thưa quan, vợ chồng con xin khất chứ không có quỵt. Đó, theo, lên, hai chồng lên, nó khất rồi, hai chồng lên. Hai vợ chồng nó ăn đằng sóng nó đằng gió, quan thấy không? Nó khất. Nó khất mấy năm rồi. Mấy năm rồi, tới chừng nào nó mới trả? Hai chồng nó khôn ngoan, xảo nguyệt lắm. Ở nhà, quan biết không? Lợi nhà tụi nó rằng nó huynh thiên. Nó còn suối con nó gà gẫm giật nợ nữa quan. Tức không? Suối con trai của nó. Tại sao là có đứa con trai ở đây? Dạ bẩm quan, vợ chồng con có đứa con trai tên là Khoai. Nó còn nhỏ dại, ông quan đừng có bắt tội nó. Nó mà nhỏ hả? Nó nói trên đầu người ta. Thằng nó sắc láo lắm. Nó mà nhỏ dại ông nội tôi chứ nhỏ dại. Lính đâu? Dạ. Mang đứa bé trai con quên ngồi đến đây. Dạ. Dùng ra dẫn lộn con người khác hả mày? Thông dừa lắm. Quýt tiền của tao hả? Để coi còn được đứng tới bao lâu nữa nha. Thằng này nó lật lọng lắm á.
Quan mà nói không khéo coi chừng nó nói, nó lật tới lật luôn cái mình xấu mặt á. Cụ bá, cụ hãy im lặng để ta tra xét. Dạ. Cậu bé kia, chuyện ba mẹ cậu thiếu nợ, cậu biết chuyện này nữa sao? Dạ con biết. Hay lắm. Trước mặt mọi người mà ngươi không hề run sợ, mà còn trả lời rành rọt, đúng là khác người. Thằng nhóc này nè, nó là thuộc loại khôn lanh như quỷ gì đó quan. Nó còn xuống cha mẹ nó quỵt nợ nữa. Cậu bé kia, có thật như vậy không? Dạ bẩm quan, thật tình là ba mẹ con đã thiếu ông cụ bá một số nợ, nhưng cụ bá đã xóa nợ cho con nên đâu cần phải trả nữa. Trời ơi, tao thích xóa nợ cho ba má mày nào? Mình ra nói đằng sống nói đằng gió mày. Quan thấy không quan? Trước mặt quan mà nó còn sống sót vậy, nó đâu có sợ đâu quan thấy không quan? Nó dứt khoát là nó không có sợ đó quan thấy không? Cậu bé, sao cậu bé lại nói cụ bá lại xóa nợ cho ngươi? Cậu nè, cậu hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Cậu nên nhớ nha, nếu xảo ngôn trước quan á, bị phạt đánh 30 hèo. Ba má mà trọng vô là 90 hèo. Dạ bẩm quan, xin quan rộng lòng mà tha cho nó. Mày đừng có nói bậy nữa con. Bẩm quan, con không dám sai nữa lời. Chính cụ bá đây đã đến nhà con hứa xóa nợ với con. Con hỏi quan, nếu người lớn hứa với trẻ con là phải giữ lời, sao phải nuốt lời chứ? Cậu bé, chuyện thật hư thế nào cậu hãy kể cho ta nghe. Đâu đâu, ai đặt nó nghèo mà mày thấy chó xâm lại đất à? Thằng quỷ nó cắn rách cái quần ta. Sao mệt ghê á. Con chào cụ. Mày là ai? Dạ con là Khoai, con của cha mẹ con. Cha mẹ mày là ai? Là người ông mới nói tên đó. Thằng Ngô á hả? Dạ. Mày là Khoai, tía mày là Ngô, má mày là Bắp hả? Cha mẹ mày đâu? Dạ cha mẹ con đi rồi. Con nít không được nói dối. Nghe hỏi, có phải cha mẹ mày nghe tiếng tao hỏi rồi chạy trốn nợ phải không? Dạ cha mẹ con đi rồi, đi từ sáng sớm á. Tao không tin, đi đâu mà từ sáng sớm? Tao nói cho mày biết nha, năm hết Tết đến, cha mẹ mày thiếu tiền tao cả năm rồi. Tao không có để qua năm sau được. Cha mẹ mày mà trốn tránh á, mùng 1 tao tới đây tao cáo nha. Dạ cha mẹ con đi thiệt rồi mà. Nín, mày đứng yên đó. Mày không được quyền nhúng nhích. Thằng Ngô, thằng Ngô, mày có trong này không? Ra đây tao biểu. Thằng Ngô, cha mẹ mày đi đâu? Dạ cha con đi chém cây sống, chồng bị chết. Mẹ con đi bán gió mua que. Ủa mày nói gì vậy? Con nhà nghèo mà mày đặt chơi chữ hả mày? Mày nói quịch tẹt ra cho tao biết cha mẹ mày đi đâu. Dạ cha con đi chém cây sống, chồng bị chết. Mẹ con đi bán gió mua que. Tao biết rồi, nhưng mà đó là cái gì mày cắt nghĩa cho ông nghe. Dễ mà ông đoán đi. Mày đánh quá. Tao nói lùi cần gì mày cắt nghĩa. Bây giờ nói cho ông biết cha mẹ mày đi đâu. Dạ cha con đi chém cây sống, chồng bị chết. Mẹ con đi bán gió mua que. Tao mệt mày lắm rồi nghe. Tao nói cho mày biết mày im nghe. Ý tao muốn hỏi mày á là cha mẹ mày đi đâu, cái ý của nó là cái gì? Ủa ông không biết thật sao? Tao biết tao hỏi mày chi. Nói đi, ông cho tiền mua bánh. Không. Tao ghét đứa nào nói mà bỏ lửng. Ông cắt nghĩa cho mày. Thầy của tao á, ông thầy mà dạy tao học á, mà ông nói bỏ lửng tao còn ghét ông nữa. Tao muốn đập ông nữa chứ đừng nói cho mày. Nói cắt nghĩa ra, nói là cái gì? Con nói cho ông biết một điều kiện. Điều kiện gì? Ông phải xóa nợ cho ba mẹ con, mùa mùa không được đến cầm nhà. À hả? À cắt nghĩa đi. Được rồi, được rồi. Một tao không qua đòi nợ cho mẹ mày đâu. Cắt nghĩa ông nghe coi. Ông hứa nghe, đừng nói chuyện đưa trâu qua đò. Đưa trâu qua đò là gì nữa? Tao nói phải nịnh mày nha mày. Mày nghèo mà mày nói những câu khó hiểu quá. Thôi mày cắt nghĩa câu kia tao nghe đi. Đừng nói câu chót này, câu đầu á. Nói. Ủa ông hứa hứa rồi sao? Phải có một người làm chứng, tôi mới cắt nghĩa cho ông. Thằng này cũng đáo để lắm, nhưng tao phải kiếm cách giả lạ cho nó qua. Thôi được rồi, con có mối kia làm chứng. Mày nói đi, tao hứa sẽ xóa nợ cho cha mẹ mày. Câu này không có gì khó. Cha tôi đi nhổ mạ rồi đi cấy, chứ không phải là chém cây sống chồng đi chết sao? Còn á, mẹ tôi đi bán quẹt xong, mua tre về làm tiếp.
Chẳng phải là bán giấu mua che sao? Có nhiều đó thôi hả? Vậy mà cũng nói vòng đó ta quát cái thì nó đi cái mày đặt chém cái sống chồng cái chết. Mẹ của mày bán quạt thì nó bán quạt đi. Bán gió mua tre à, làm tao phát mệt à. Thôi giờ ông nói gì nè. Bây giờ ông về kêu thằng cha của mày á đến gặp tao để tính toán nợ nần cuối năm. Ủa ông hứa là sau khi con cắt nghĩa xong ông sẽ xóa nợ cho cha mẹ con mà. Tao hứa rồi nào. Tao người lớn gì đi hứa với mày hả? Nhưng mà ông hứa rõ ràng mà, có mối làm chứng nữa. Nhưng mà kêu con mối ra làm chứng cho mày đi. Tài ranh tài lẹt. Tự nhiên cắt nghĩa câu lãng xẹt gì bắt tao xóa nợ hả? Mày tưởng nó tao bằng mày hả? Mày nói gì thì ghét quá à. Nhưng mà người lớn nói phải giữ lời chứ. Tao nói cho mày biết nha, tao không có hứa gì hết. Mày đừng có bá láp bá xàm. Bây giờ mày nghe cho kỹ nè. Mày về mày nói với cha mẹ mày á, tối nay lại nhà tao trả nợ. Không thôi thì mùng 1 Tết tao lại tao cao nha. Cao nha. Đừng có nói là xui cả năm nghe chưa. Nghe chưa con? Dạ bẩm quan. Thằng này nó láo mà không chớp mắt kìa. Chưa bao giờ con hứa mà con xóa nợ cho gia đình nó chứ. Mà nó dám vô quan gì, quan quan tức không? Quan xử giùm con cái quan. Đúng là con nít con nôi mà nói tay đôi mới ghê chứ. Là đủ nhìn đủ hiểu nó gan xảo cỡ nào rồi. Chứ không phải mặt thật như con đâu quan. Vậy như lời vui kể á, cụ bá xóa nợ cho ngươi, chỉ có con mối làm chứng sao? Dạ bẩm quan, lúc đó không có ai nên con mới nhờ con mối đổ đũa làm chứng. Đúng là mày là con nít quỷ mà. Nó đã nói láo mà nó còn thêm còn bớt nữa quan. Không có con mối đầu đũa, lúc đó là chỉ có con mối ở trên cái cột nhà làm chứng thôi chứ đâu có mối đầu đũa đó. Vậy ông đã xác nhận lúc đó có con mối cột nhà làm chứng đúng không? Vậy cậu bé nói đâu có sai. Chính miệng ông đã hứa sẽ xóa nợ cho gia đình cậu bé. Tại sao ông lại nuốt lời? Dạ con nghĩ là con nít con nói chơi để giải câu đối thôi mà chứ đâu có hứa hiếp gì đâu quan. Người lớn á, khi anh nói ra điều gì á, phải giữ lấy lời. Trời ơi, huống chi đối với nít, cụ đã hứa, phải giữ lời, thực hiện lời hứa chứ. Như vậy á, vụ án xem như đã rõ ràng, không còn gì khuất tắc. Vợ chồng anh Ngôn có mượn cụ bá một số nợ, nhưng cụ bá hứa với con trai anh Ngôn là sẽ xóa nợ. Ta phân xử, vợ chồng anh Ngôn không cần hoàn trả số nợ cho cụ bá nữa, lập tức y án. Quang! Là có phước quá hen. Thôi con lo về để lo bày biện bàn thờ tổ tiên nữa. Bà ơi, có tiền rồi nè. Bà cầm mấy đồng á đi ra chợ gói ghém mua hoa quả nhang đèn về cúng ông bà. Ở đâu không có tiền vậy? Ở đâu cũng được, ra chợ sắm cho ra cái Tết đi về cúng kiến ông bà. Có phải ông bà ở bên ông bá hộ không? Ừ thì ở bên đó chứ đâu. Bà đi nhanh ra chợ đi, cũng thôi á, cầm tiền ra chợ á, chợ tan rồi cũng không có mua được cái gì hết á, về ông bà quở trách đó. Ơ, à, cái tay ông sao vậy? Đưa đây tôi coi coi. Đưa đây tôi xem cái. Sao vậy nè? Không có sao đâu bà ơi. Tự tôi mượn được tiền đó.
tôi mừng quá tôi ù về nhà. Thành ra đó tôi vướng cây gai á, có vậy thôi à, không có sao đâu. Vướng gai gì mà cái dấu răng nó phập sâu dữ vậy? Tôi chết rồi, có phải ông bị con chó của ông Bá Hộ cắn phải không? Trời ơi, cái con chó đó nó nổi tiếng dữ nhất khắp cái làng này đó ông à. Trời ơi, sao cái số kiếp vợ chồng mình đen đủi vậy hả ông? Quần quật suốt cả năm trời mà cũng chỉ đủ dắt mũi, đút miệng. Năm hết Tết đến mà cũng chống chứa phục sao, đến nỗi không có được một đồng để mà mua nhang đèn cúng ông bà nữa. Ông ơi, cái kiếp trước hai vợ chồng mình làm gì nên tội mà kiếp này mình khổ đến mấy đời vậy hả ông? Thôi bà đừng có than thân trách phận nữa, đi ra chợ nhanh rồi về, thành tâm khấn vái ông bà cho năm mới á mình được mạnh khỏe, có sức để đi mừng là mừng lắm rồi. Thôi bà đừng có ngồi đó mà than thân trách phận hoài, mau đi nhanh ra chợ rồi về. Tôi đi nha ông. Ông ở nhà đó nhớ cái lấy cái lá thuốc mà nhai đắp cái vết thương nha, ông thôi nó chảy máu nữa đó. Rồi bà đi đi, bà đi đi, đi nhanh đi, nhanh lên đi bà ơi, Tết nhất đến nơi rồi, bà đừng có buồn nữa. Tôi đi nha ông. Ừ bà đi nhanh đi, cứ cà ràng hoài à. Đường nữa thôi là chúng ta về tới tư dinh của quan rồi. Chắc có lẽ giờ này quan bà đang chờ quan về để mà khai tiệc đón xuân đó quan. Xa nhà cả năm rồi, hôm nay có dịp á trở về đoàn tụ gia đình, gặp mặt vợ con á thỏa lòng mà nhung nhớ. À mà nè, sao hai người không về nhà theo ta làm gì? Dạ bẩm quan, quê của tụi con ở xa quá, về cũng mất mấy ngày, đến nơi cũng đã hết Tết, chi bằng ghé vô nhà quan hưởng không khí xuân để cho thấy ấm cúng. Dạ đúng rồi đó quan. Vậy cũng được, vì quan bận bịu quá dạ, nên không về sớm được. Thôi năm sau trở về ăn Tết luôn ha. Dạ. Đâu phía kia có tiếng than khóc gì? Hình như là tiếng của một người đàn bà. Chúng ta đến đó xem đi quan à. Nếu chúng ta mà ghé qua đó con e là sẽ trễ một ngày đường về nhà đó quan. Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc lời than khóc của dân về ăn Tết á đúng giao thừa, thấy cũng hay. Thôi ta đi. Dạ. Lấy gì mà cúng kiến đây trời ơi, ông trời ơi, ơi ông trời ơi. Bà kia có chuyện gì mà ngồi đây than trời trách đất vậy? Ông hỏi đi làm gì chứ? Hỗn láo, bà có biết đây là ai không? Đây chính là quan nội tán Nguyễn Khoa Đăng. Là ông gì cũng mặc, tôi biết đây làm gì chứ? Ông có làm cho mọi thứ kia nó khô lại được không? Ông có làm cho tôi bớt khổ hay không? Trời ơi ông trời ơi. Bà này, có chuyện gì á bà kể tường tận tôi nghe đi, tôi hứa sẽ đứng ra phân minh lấy lại công bằng cho bà. Sáng nay ông chồng tôi có đi mượn được ít đồng, kêu tôi đi ra chợ mua ít quả quả về cúng ông bà tổ tiên ba ngày Tết. Đi chợ về ngang qua đây, tôi bị cái hòn đá chết tiệt này nè, nó chân chật làm tôi té ngã. Bây giờ mọi thứ ở trong thúng nó trôi ra nước hết rồi nè. Ông biểu tôi phải làm sao đây bây giờ? Tôi phải làm sao để nhìn mặt ông chồng tôi bây giờ hả? Ông ơi, sao cái vẫn xui xẻo nó cứ ám ảnh tôi hoài vậy ông ơi? Ông cho tôi hỏi, có đúng là hòn đá này không? Có hòn đá này là bà Trương Trưng à? Nó đó, cái hòn đá chết tiệt này á, nếu mà tôi không dẫm lên nó đi thì bây giờ tôi đâu có gặp quà đâu. Có đúng là nó không? Cái ông này có chính xác là nó không? Sao ông cứ lẩm ca lẩm cẩm giật một giật hai hỏi hoài vậy? Cái hòn đá nào thì nó cũng vậy thôi. Nếu đúng nó đó để tôi trị tội nó. Trị tội? Ừ, vì nó chính là thủ phạm gây ra tổn thất cho bà. Nếu đúng vật đúng tội á, tôi bắt nó đền bù tất cả những gì thiệt hại nó gây ra. Ông nói sao? Cái hòn đá này là thủ phạm, nó phải thường cho tôi. Trời ơi ông ơi, ông đừng trêu đùa già mà ông ơi.
tôi đã xui xẻo lắm rồi ông ơi. Bà muốn trở về nhà gặp chồng bà, nếu hoàn cảnh khốn cùng vậy sao? Nếu bà tin tưởng vào triều đình á, tôi sẽ đưa vụ án này ra xét xử, đòi lại công bằng cho bà. Ông nói thiệt hả? Tôi là đội tán quỷ khoa đăng, dân bệnh triều đình gì đây, lo cho dân yên ấm. Có chuyện gì oan ức á, bất kể ngày đêm, ta phải xét cho rõ ràng, mang lại hạnh phúc cho dân. Dạ bẩm quan, nếu mà xét xử vụ này á, là trễ đó quan, không kịp về quê ăn Tết đâu. Chuyện dân lo chưa xong á, thì ăn Tết cũng có vui đâu. Đợi xét xong vụ này á, dân vui á, mình ăn Tết cũng thấy hả dạ. Ba đây, bà có muốn xét xử vụ này không? Dạ, nhờ quan trên đèn trời soi xét. Hai người. Dạ. Dạ. Hãy ôm mừng đá là về nha môn, để ta mở phiên tòa xét xử. Dạ bẩm, mang nó về nha môn thiệt hả thư quan? Chẳng những khi hồn đá về nha môn, hai người á còn khi hồn đá này đi quanh huyện, nhớ không bỏ sót con đường nào hết. Nặng lắm á quan. Làm đi. Dạ dạ. Mọi người nghe đi, quan huyện khoa đăng mở phiên xử án mới, tất cả mọi người tề tụ về nha môn để xem vụ án rất ly kỳ, thủ phạm là hòn đá này đây. Loa 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 loa, tất cả mọi người nghe đi, quan huyện khoa đăng mở phiên xử án mới, tất cả mọi người tề tập về nha môn để xem vụ án rất ly kỳ, thủ phạm là hòn đá này đây. Loa 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 loa. Ủa chuyện gì vậy chú Linh? Quan trên á chuẩn bị xét xử một vụ kiện mới. Ủa kiện ai? Ai kiện? Người kiện á là thím hai ở xóm trên á, mà thủ phạm á là hòn đá này nè. Cái gì? Là hòn đá này sao? Đúng rồi. Loa 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 loa, mọi người nghe đây, quan trên xét xử vụ án mới, mọi người tập trung về nha môn. Lo 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 lo. Ngươi có chịu khai không? Đến lúc này mà còn chối quanh co. Nào bây giờ tôi chưa bao giờ nghe đá biết nói hết á. Ờ sao cái gì kỳ cục vậy ta? Sao? Nói lớn lên ta nghe. Chú cho tôi vào đó để tôi xem xét. Cố muốn vô coi thì cứ vô, nhưng mà mọi người phải nhớ, ai mà muốn bước qua cái cổng này phải bỏ một quan tiền vô cái thúng này mới được đi vô coi. Vì vậy mà cũng được đi. Rồi rồi rồi, rồi đây. Tội ngươi rành rành, mỗi dám chối cãi nữa sao? Đúng rồi. Đến lúc này mà còn chối quanh co. Sao? Nói lớn lên ta nghe. Vẫn cố chấp, cố chối tội. Tao đánh thêm nè. Thật là cố chấp. Đến lúc này mà còn quanh co để chối tội, đánh thêm 100 hèo nữa nè. Dạ thưa quá. Thôi dừng tay. Kính thưa dân làng, bản chức á đang đứng trước một vụ án thật là rắc rối. Theo như nguyên cáo á và tất cả những cáo trạng kết tội, thì bị cáo đã phạm tội rành rành, không thể nào chối cãi được. Mặc dù đến giờ này bị cáo vẫn chưa cung xưng, bản chức quyết bắt bị cáo đền bù tất cả thiệt hại. Thế nhưng xét nó không có gì để thi hành bản này. Tất cả mọi người dân đến đây chỉ vì thương hại bị cáo, mỗi người góp một ít. Vậy bản chức quyết định tất cả số tiền trong thúng giao cho nguyên cáo toàn quyền sử dụng, còn bị cáo được phóng thích tùy ý, muốn đi đâu thì đi. Ta lại giữ đúng lời hứa, giúp cho bà có cái Tết đàng hoàng hơn năm trước.
bà hãy nhanh chân đi chợ, tao trở về nhà, chồng bà đang đợi. Ta chúc cho bà bước sang năm mới sung túc và ấm no. Đội ơn quan, đội ơn quan ngàn, đội ơn quan. Đội ơn quan, đội ơn quan. Cảm ơn mọi người, cảm ơn.